Chào các bạn đã đến với bản tin Covid Tiền Giang hôm nay. Thông tin cập nhật từ 17 giờ ngày 29 tháng Giêng đến 17 giờ ngày 30 tháng Giêng năm 2022. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 31 ca mắc Covid-19 mới qua xét nghiệm RT-PCR. Tăng 25 ca so với ngày hôm qua, nâng số ca mắc Covid-19 qua xét nghiệm PCR lên 35.337 ca. Về công tác điều trị, trong ngày hôm nay có 76 bệnh nhân được điều trị khỏi, chiếm tỷ lệ 84,1%. Nâng số ca được điều trị khỏi của tỉnh Tiền Giang lên 29.723 ca. Hôm nay có 8 ca tử vong, nâng số ca tử vong tỉnh Tiền Giang lên 1.211 ca. Trong ngày hôm nay, tỉnh Tiền Giang có 3 trên 11 địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19 mới qua xét nghiệm PCR. Trong đó, thành phố Mỹ Tho có 21 ca mắc COVID-19 mới, có 3 ca ngoài cộng đồng và 18 ca trong khu cách ly. Thị xã Gò Công hôm nay ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 ca ngoài cộng đồng và 5 ca trong khu cách ly. Huyện Gò Công Đông hôm nay ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca ngoài cộng đồng và 2 ca trong khu cách ly. Như vậy, trong ngày hôm nay, tỉnh Tiền Giang ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng, 25 ca mắc COVID-19 mới trong khu cách ly và qua test nhanh ghi nhận 54 ca dương tính. Chi tiết các ca test nhanh trong ngày của các địa phương như sau: thành phố Mỹ Tho 17 ca, huyện Cái Bè 5 ca, huyện Chợ Gạo 5 ca, thị xã Cai Lậy 2 ca, huyện Gò Công Đông 7 ca, huyện Cai Lậy 15 ca, huyện Gò Công Tây 2 ca và huyện Tân Phú Đông 1 ca. Theo nguồn tin từ Bộ Y tế, trong ngày hôm nay Việt Nam ghi nhận 13.694 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 38 ca nhập cảnh và 13.656 ca ghi nhận trong nước, giảm 1.444 ca so với ngày hôm qua. Tại 61 tỉnh thành phố có 8.196 ca trong cộng đồng. 10 tỉnh thành phố có ca mắc COVID-19 nhiều nhất trong ngày hôm nay là Hà Nội 2.924 ca, Đà Nẵng 876 ca, Bắc Ninh 803 ca, Hải Phòng 647 ca, Phú Thọ 545 ca, Nam Định 509 ca, Thanh Hóa 505 ca, Quảng Nam 480 ca, Bình Định 360 ca, Hưng Yên 354 ca. Với 31 ca mắc COVID-19 mới, tỉnh Tiền Giang đứng thứ 51 trong số 61 tỉnh thành phố có ca mắc COVID-19 trong ngày hôm nay. Bản tin COVID-19 tỉnh Tiền Giang hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Hẹn các bạn ở những bản tin sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.